bạn coi giải cầu lông T-Box của Cần Thơ đang diễn ra là nhóm 16-18 giữa Nhật Minh của Vĩnh Long đánh gặp câu lạc bộ cầu lông Nhật Minh. Nhật Minh chơi phục màu cam, điểm số đang là 5-5. Giải đấu ở vòng loại diễn ra một C31 duy nhất, điểm số 7-6, điểm 9-6. Một pha đạp cầu giặt viền lưới. Mời cho bé dạ. Khoảng cách đang khá an toàn, 12-6 tạm dẫn trước Nhật Minh. Điểm số 22-17, cách biệt đang là 5 điểm, 31 tới. Nhật Minh đang rút ngắn khoảng cách 18-22. Thủ tiên sân số 1 Lưu Quốc Thịnh của Lá. 20-22, điểm số khoảng cách đang là 2 điểm. Cầu ngoài 21-22, điểm số sắp được quân bình. Một pha cầu đầy may mắn của cặp đôi Nhật Minh, 22 điểm. Sân số 5
Khoa đập cầu rất mạnh, 23-22. Một khoa lại là một khoa loại nước ngược đầy hoạt động của Nhật Minh. Trọng Nghĩa của Vũ Liên, Vũ Liên sân số 5. 23 đều. Ban tổ chức mời nhận viên Quỳnh Phụng Thành đang phối hợp đều rất căng. Một khoa loại ngược dòng mà quạng một và bây giờ đang bứt phá vươn lên với Nhật Minh. Ngược đổi điểm rất sát sao. Một pha cầu may mắn của đội bạn đập cầu bật chuyền lưới qua sân, nâng điểm số lên 26-24. Nhật Minh của Vĩnh Long cố lên. Cầu chơi qua lưới 25-26. Đồng đội Nhật Minh vẫn không cứu được cầu. 27-25, 31 tới các bạn, cố lên. Rất tiếc. 28-25, khoảng cách ở những điểm cuối đã được nới lỏng ra 3 điểm. Đội bạn giao cầu lỗi. 26-28, vẫn còn cơ hội cho cả hai đội. Cầu chơi qua lưới rất may mắn. 27-28. Một pha đập cầu rất tiếc cho Nhật Minh. 29-27. Miếng trả miếng của hai tay công của hai đội. Điểm số đang là 28-29. Rất căng. 31 tới và bây giờ khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Rất tiếc cho pha giới cầu của Nhật Minh. Giá mà bạn để cho đồng đội kết thúc thì phần thắng sẽ cao hơn. Còn khoảng cách chỉ còn 1 điểm thôi. Số 29-30. Vẫn còn cơ hội. Rất tiếc cho cặp của Nhật Minh. Đội ngược dòng rất ngoạn mục và rất đẹp, nhưng rất tiếc ở những pha cuối thứ hai Bùi Phương Duy, Trần Tài Huy, Linh Hoa Sài Gòn.